sự thì bây giờ Thảo cảm thấy rất là vui và thoải mái khi có thể là tiếp xúc với tất cả các bạn đọc. Và Thảo mong rằng thì tất cả các bạn hãy luôn ủng hộ tinh thần cho Thảo để Thảo có thể vững bước hơn trên bước đường tương lai của mình sau này. Xin chào và cảm ơn tất cả tình cảm của các bạn độc giả báo Tin Nhanh Việt Nam.